Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của mình và mình là Tuấn Trung Tá. Thưa các bạn thì các bạn cũng biết rằng là một số bạn mà làm về nghề render media hoặc là encode hoặc là có thể là vẽ vời rồi là kiến trúc mọi thứ, cũng như là những bạn mà làm về là những cái việc như là biên tập video này nọ thì vẫn đang còn có một cái sự tranh cãi, đó là chúng ta sẽ chọn một cái cấu hình máy như thế nào để có thể hợp lý nhất mà chúng ta có thể sử dụng và tốt cho công việc, cũng như chúng ta bỏ một số tiền nó hợp lý. Và mình cũng là một dân đam mê công nghệ, tất nhiên thì những công nghệ mới nhất thì mình cũng cố gắng làm thế nào làm chuột bạch cho anh em, để anh em có thể là có một qua đó có một cái kinh nghiệm để có thể mua cho mình một chiếc máy. Và hôm nay thì tất nhiên thì chúng ta sẽ cùng nhau test thử trên 3 loại. Cái thứ nhất đó là một chiếc máy iMac 2017 mới nhất, và cái máy này được build full option, khá là khủng, cấu hình i7 và 32GB RAM, cặp màn hình thì 8GB, còn bên SSD của nó, cái ổ cứng của nó thì ổ cứng thể rắn thì nó là 1T, tức là những cái ổ khác thì mình không tính. Còn sau lưng mình đó là chiếc máy xử lý video của mình và có cấu hình là i9-7900X và sử dụng cặp màn hình 1080Ti. Ổ cứng của nó là 64T nha các bạn, bởi vì cái nhu cầu của mình ấy lưu video 4K cũng như là những video rất là nhiều, chứ vậy mình phải cần backup tầm bên. Các bạn có thể thấy một cái cục phía bên cạnh là mình phải backup ra phía ngoài. Và một cái máy thứ ba nữa đó là một chiếc máy phía bên tay trái của mình, thì tí nữa chúng ta sẽ xem, đó là một chiếc máy chạm sử dụng chip Xeon E5-2696 version 3. Và trên tay mình đó là một chiếc GoPro Fusion, một chiếc máy GoPro vừa ra mắt. Trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã sở hữu cái máy này và mình rất là mệt mỏi, bởi vì quá trình mà render video 360 độ rất là khổ. Bản thân mà làm những cái clip mà có chất lượng 4K thì đối với tất cả những cái máy mình đây thì chắc chắn nó render nó gần tương đương với cái thời gian của clip. Nhưng mà khi mà đụng vào video 360 độ thì rất là khó khăn và chúng ta phải encoder rất là lâu. Cái việc render, các bạn phân biệt hai việc, thứ nhất là render và thứ hai là encoder, thì việc encoder rất là lâu và mình đang còn thắc mắc là nó sẽ sử dụng cái phần cứng gì của máy tính. Và làm cái việc đấy thì đối với video 360 độ thì cực kỳ khó, nó mất rất nhiều thời gian. Không chỉ như vậy, và chiếc GoPro Fusion này nó đã quay lên đến chất lượng 5K. Xin nhắc lại là chất lượng 5,2K. Và ở 30 frame trên giây, tất nhiên nó 360 độ, 4K 360 độ chúng ta đã mệt mỏi rồi, nhưng mà bây giờ là chất lượng 5K 360 độ. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ làm chuột bạch và sẽ thử trên 3 hệ sinh thái, không phải 3 hệ sinh thái mà 3 loại máy. Thứ nhất là hệ sinh thái Mac, hệ thứ sinh thái thứ hai đó là Windows nhưng mà gồm hai máy, máy thứ nhất đó là i9 và máy thứ hai đó là máy Xeon. Và chúng ta sẽ cùng test để các bạn có một cái nhìn cụ thể để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy vừa ý. Tất nhiên mình không phải là người bán máy tính mà mình chỉ là dân đam mê công nghệ và mình mua về mình dùng để trải nghiệm thôi. Thì các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem video clip mới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thưa các bạn thì đầu tiên chúng ta sẽ thao tác trên một chú máy, đó là chiếc máy i9. Và con máy này tất nhiên nó sẽ có bên này là 4, bên này là 5, thì 4, 5, 20, là chúng ta biết là nó có 20 lõi. Và con máy này thì sử dụng 32GB RAM mà ở bớt của nó là 3466. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm xem cái tốc độ render video clip 5K của nó sẽ như thế nào. Sẽ kéo bên qua bên này, kéo qua bên này. Và đây là những clip mà có chất lượng 5K nha các bạn. Chất lượng 5K. Mình sẽ crop đi để có thể xem được cái chi tiết của nó. Đây. Chất lượng các bạn có thể nhìn thấy 4992, frame 2 là 2496 và ở cái frame là 329,97 nha các bạn. Thì coi mình sẽ kéo hết tất cả vào trong Premiere. Rồi, bây giờ cái việc mà chúng ta join những cái file này lại với nhau và quá trình chúng ta kéo mà tốc độ xem thực sự của nó thì kéo nó rất là ok, rất là mượt nha các bạn. Đây là video tự sướng của mình và mình bắt đầu là render nó để thử xem cái thời gian nó như thế nào. Export media. Và mình sẽ để ở
ra đầu ra với 5K và mình sẽ render ở cái bitrate, target bitrate là 10 và để maximum bitrate là tầm khoảng 12 cho nó nhanh, cho nó đỡ mất thời gian. Và tất cả các máy chúng ta sẽ làm như thế. Ok, đã sẵn sàng chưa các bạn? Mình sẽ bắt đầu nha, mình sẽ lưu ra phía ngoài. Save. Rồi, bây giờ mình sẽ export nha để xem cái thời gian nó sẽ như thế nào. Bắt đầu, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, ok. Với thời gian là 2 phút mấy giây thôi, 2 phút mấy giây thì chiếc máy i9 này render nó cực kỳ nhanh. Đối với Media để join hai cái file lại với nhau và chúng ta làm những cái động tác nó khá đơn giản để có thể kiểm tra cái thời gian nhanh nhất có thể. Đó là đối với chiếc máy i9, cấu hình i9 là chúng ta render Media là hết tầm khoảng 2 phút mấy giây thôi. Và cái quãng thời gian mà 2 phút mấy giây thì đó là nó báo là như vậy, nhưng mà thực sự nó đi rất là nhanh, nó đi rất cực kỳ nhanh luôn. Một tí xíu là chúng ta đã thấy là nó đã tới rồi, mặc dù clip này clip 5K nha các bạn. Đấy, nhìn sơ qua các bạn có thể thấy tốc độ render nó cực kỳ nhanh, siêu nhanh luôn. Và mình cảm giác 2 phút nó trôi qua không phải là 2 phút nữa, mà nó chỉ trong vòng tầm khoảng 1 phút là con i9 này nó đã làm việc hầu như xong về việc render. Và các bạn thấy là chip nó nhảy hết rồi này. Nó chỉ nhảy được lên đến độ tải của nó là được khoảng trên dưới 60% thôi. Trên dưới 60%. Đấy, và chúng ta còn tí xíu nữa sẽ render xong về phần video clip này với target bitrate và maximum bitrate là 10 và 12 để cho nó nhanh thời gian. Đây là việc render video, một cái video đơn giản với chất lượng 5K nha các bạn, 5,2K. Và trong thời gian khá ngắn thì chúng ta đã hoàn thành một cái video clip với chất lượng 5K, đó là render video trên cái máy i9. Rồi, đã xong. Hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua máy khác với chip là Xenon nha các bạn. Và bây giờ thì sẽ đến lượt đồng chí chip Xenon. Với tên chip của nó là 2696 version 3.0 và chúng ta có thể thấy là nó đến 36 lõi, rất là nhiều. Chip là CPU E5-2696V3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử cái video 5K để xem cái khả năng render của nó là mất bao nhiêu thời gian nha. Rồi, vẫn là cái quá trình mà chúng ta sẽ kéo qua kéo lại xem cái thời gian thực nó có bị lag không. Và nó vẫn hoạt động rất là chi là trơn tru và mượt mà đối với chiếc E5 này, Xenon E5 này. Bây giờ mình sẽ render nha. Export Media. Và cũng chọn ở cái tùy chỉnh, đó là target bitrate là 10 và maximum bitrate cũng là 12. Và bây giờ chúng ta sẽ render, export nào. Vâng, thời gian báo là nó cũng gần 4 phút và nó sẽ thu gọn lại dần. Đấy, và tầm khoảng 3 phút đi. Nó sẽ chậm hơn so với con i9 và chúng ta sẽ chờ đợi xem nó render như thế nào. Đây là chiếc máy Xenon nha các bạn, và xem chip nó hoạt động ra sao. Ở đây thì chip hoạt động tầm khoảng từ 45, 42 đến 45, chưa đến 50. Vẫn nhảy 40, 43, đấy. Và con chip này thì hiện nay giá nó cũng, thời điểm hiện tại thì nó cũng tầm khoảng 30 mấy triệu, 33 đến 35 triệu đấy gì đấy. Còn đối với i9 thì một con chip của nó dao động trong phạm vi tầm khoảng 26, 27 triệu gì đấy, tùy nơi. Thì các bạn có thể liên hệ với cái cửa hàng nào mà mình muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với người ta. Và đối với chiếc máy Xenon này thì chúng ta có thể thấy cái thời gian render của nó như thế nào. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi. Đấy, thời gian thu gọn là rất là nhanh.
Khi mà render một clip mà ngắn như thế này thì cái việc render nó rất là nhanh. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta không có quá nhiều cái thời gian chờ đợi, và chúng ta mong muốn là để có thời gian nhanh thì nếu như một clip dài hơn với chất lượng 5K, 5.2K và 30 frame trên giây như thế này thì xem hai máy sẽ là thằng nào nó nhanh hơn. Vâng, chúng ta chờ đợi. Vì ở đây thì có rất nhiều cái sự tranh cãi là nên sử dụng chip Xeon để mà làm cái việc mà làm media, hay là sử dụng i9 hoặc là i7 để có thể là sử dụng những cái công việc mà làm video rồi này kia, làm phim. Rồi, ok, chúng ta đã gần xong. Rồi, đã hoàn thành. Và chúng ta đã hoàn thành cái video trong vòng hơn 3 phút đối với máy Xeon nha các bạn. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đối với con iMac với cấu hình i7 nha. Vâng, và đây chính là con iMac với cấu hình i7 phiên bản năm 2017, iMac Retina phiên bản này thì con này thì nó có 8 lõi và các bạn có thể thấy cấu hình như thế này, 32GB Radeon 580 8GB, và chúng ta có thể thấy được nó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm bởi phần mềm Adobe Premiere. Vô nào. Theo cái form của nó. Và bây giờ mình sẽ kéo thời gian thực của nó xem như thế nào nha. Đây. Vào đây thì các bạn có thể thấy là ông iMac này dùng mà Premiere thì ông sẽ thiệt thòi ngay. À không, nó đang chạy cái phần mềm xem phía ngoài của GoPro. Plug in. Ok, không có bị lag. Chúng ta có thể thấy là quá trình kéo file cũng rất là mượt. Đấy, rất là mượt, không có thua gì những cái con i9 hay là Xeon. Bây giờ chúng ta sẽ render. Export. Rồi, và ở đây mình vẫn để là H64 và vẫn là use maximum render quality. Bên này mình sẽ để ở 10 và 12 nha các bạn, để ở 10 và 12. Bây giờ mình sẽ export. Bắt đầu nào, 1 2 3. Bắt đầu. Vâng, và ở trên iMac thì thời gian còn tởm hơn. Nó chỉ là 1 phút tầm 20 mấy giây thôi. 1 phút tầm 20 mấy giây thôi là chúng ta có thể render xong. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái hệ sinh thái của chính chiếc Mac này, đó là phần mềm Final Cut X Pro, và để xem cái tốc độ như thế nào. Và các bạn quá ngỡ ngàng khi mà sử dụng một chiếc iMac với cấu hình thấp hơn, cấu hình thấp hơn so với những con chip i9 hoặc là Xeon thì lại có cái khả năng render như vậy. Đó chính là lý do vì sao anh em làm media thì hay sử dụng iMac để làm việc. Về cái vấn đề mà làm video thì tất nhiên thì riêng Mac thì có, nó sở hữu được cái màn hình cực kỳ tuyệt vời, phải gọi là rất là chuẩn. Vâng, và quãng thời gian chúng ta càng rút ngắn lại. iMac, một con máy render rất là tuyệt vời. Và nó render chỉ có hơn 1 phút rưỡi là chúng ta đã thành công một video clip 5K 30 frame trên giây. Và thông qua clip này thì các bạn có thể biết rằng là với công việc của chúng ta như thế nào thì chúng ta có thể lựa chọn được cái chiếc máy nào nó phù hợp. Vâng, chỉ hơn 1 phút thôi, cũng như các clip mà mình đã render bên những máy khác. Hoàn thành. Rồi, ok, chúng ta đã xong cái phần render.
Vâng, thưa các bạn, thì sau khi chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà chúng ta test, cái thứ nhất đó là đối với ba máy. Máy thứ nhất đó là máy iMac 2017 với chip là i7-7700K thì hệ điều hành thì chắc chắn là macOS rồi. Cái thứ hai đó là đồng chí i9 và cái thứ ba đó là đồng chí Xeon E5-2696 thì chúng ta đã có một cái nhìn rất là chi tiết về vấn đề là để các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy nào phù hợp. Mà riêng và theo mình đánh giá thì nếu như các bạn mà có ý định mà mua một chiếc máy để phục vụ cho việc mà render những cái việc như là làm xây dựng hoặc là làm những cái việc mà kiểu như là phải yêu cầu render kết cấu các kiểu gì thì mình khuyến cáo các bạn nên mua chiếc máy Xeon. Còn nếu như các bạn mà sử dụng làm cho media và đầu tư với một mức tiền nó cũng khá nhiều thì các bạn phải đầu tư vào một là i7, hai là i9 ở trên PC nha. i7 hoặc i9 trên PC. Còn nếu nhiều tiền thì chúng ta có thể dùng thứ khác hơn và có thể là dùng qua Mac. Nhưng mà chắc chắn là nếu dùng Mac thì các bạn phải chọn cấu hình nó thực sự là rất là cao. Nếu chọn Mac thì các bạn phải chọn cấu hình thực sự rất là cao. Bởi vì nếu như chọn cấu hình bình thường mà Mac mặc định của nó thì đối với dòng iMac thì nó chỉ là i5 thôi. Cho nên là những cái việc đấy thì nó sẽ không đủ sức để mà làm những cái việc mà media như thế này. Hôm nay chúng ta đã có những cái nhìn tổng thể về để các bạn có thể lựa chọn và iMac, MacBook hay là nói chung những sản phẩm của Apple thì nó vẫn là đẳng cấp. Bởi vì sao? Cái phần mềm cũng như phần cứng nó rất là đồng bộ và rất là tối ưu. Chính vậy thì tại sao giá nó đắt? Và qua đây chúng ta sẽ có cái nhìn tổng thể về vấn đề mà các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy vừa ý. Cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên đăng ký, subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem video clip mới. Và các bạn ơi, hãy cho mình cảm nghĩ phía bên dưới clip này, nếu là bạn thì sẽ chọn chiếc máy nào. Cảm ơn tất cả các bạn.